Trời ơi, ai chưa biết cách làm ngũ vị hương thì bơi vào đây nha. Để chế tạo ra nước lỗ thì chúng ta cần 5 loại gia vị: chua, ngọt, đắng, cay, mặn, ngũ vị hương. Bấm vào chỗ nhân viên này để có thể tạo ra ngũ vị hương nhé. Chúng ta sẽ dùng năng lượng để hái những cái quả từ 5 cái cây chua, ngọt, đắng, cay, mặn ở trên này. Sau đó chúng ta trồng những cái quả giống nhau lại với nhau, sao cho hai quả cấp độ 1 sẽ tạo ra một quả cấp độ 2, hai quả cấp độ 2 sẽ tạo ra cấp độ 3. Cứ như thế cho tới khi nào chúng ta ghép được hai quả cấp độ 5 là chúng ta sẽ được một loại gia vị đó. Làm tương tự với các vị còn lại, tức là mỗi cái nồi lẩu chúng ta phải có đủ có 5 vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn nha. Trong quá trình chế tạo thỉnh thoảng có rớt ra cỏ bông lá nữa, cái này mọi người cất lại vài bữa có việc cần dùng nha. Mà tạo cái này cực nhất là mỗi lần hết năng lượng. Cái này thì đổi từ kim cương vàng nha. Kim cương vàng thì có nhiều cách kiếm nhưng mà cách phổ biến nhất là coi quảng cáo nha mọi người. Ok, đủ 5 lọ rồi, bây giờ thì chế nước lẩu thôi ha.